Chào mừng mọi người đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Triều Tiên gọi sự cố phóng vệ tinh là thất bại nghiêm trọng. Đảng Lao động Triều Tiên coi sự cố phóng vệ tinh hôm 31 tháng 5 là thất bại nghiêm trọng và chỉ trích các quan chức phụ trách vấn đề này. Vấn đề nghiêm trọng nhất là thất bại khi phóng vệ tinh trinh sát quân sự, hoạt động mang tính chiến lược quan trọng trong phát triển không gian vào hôm 31 tháng 5. Hãng thông tấn KCNA đăng ngày 19 tháng 6 dẫn thông báo từ cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Theo KCNA, Đảng Lao động Triều Tiên chỉ trích gay gắt các quan chức thực hiện công tác chuẩn bị phóng vệ tinh một cách vô trách nhiệm và đề nghị phân tích kỹ lưỡng về sự cố này. Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cũng nhắc lại cam kết sớm phóng thành công vệ tinh quân sự, điều mà Bình Nhưỡng cho rằng cần thiết để đối trọng với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực. Triều Tiên trước đó xác nhận tên lửa đẩy Cheolima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Maligion một hôm 31 tháng 5 đâm xuống biển do sự cố tầng đẩy. Bà Kim Jong-chon, ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và em gái lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Nhà Trắng gọi đây là động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực. Tokyo và Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Tiếp theo, Liên Hiệp Quốc tố cáo Nga chặn viện trợ cho nạn nhân vụ hỏa đập Kherson. Liên Hiệp Quốc cáo buộc Nga tiếp tục ngăn việc vận chuyển hàng viện trợ đến các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine sau vụ hỏa đập Kharkovka gần đây. Chính phủ Liên bang Nga đến nay vẫn từ chối yêu cầu do chúng tôi đưa ra về việc tiếp cận các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát quân sự tạm thời của họ. Điều khối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine Dnipro ngày 18 tháng 6 cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để tiếp cận tất cả mọi người, trong đó có cả những người đang chịu hậu quả của vụ vỡ đập gần đây, những người cần hỗ trợ cứu sống khẩn cấp, bất kể họ ở đâu, bà nói. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Nga hành động phù hợp với nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đập thủy điện Kharkovka trên sông Dnieper thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị vỡ ngày 6 tháng 6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu đô vực đô thị ven sông. Hôm 17 tháng 6, các quan chức tại những khu vực do Nga kiểm soát thông báo số người chết vì vỡ đập tăng lên 29, trong khi Ukraine cho hay số người thiệt mạng ở lãnh thổ do Kiev kiểm soát đã tăng lên 16 với 31 người vẫn mất tích. Kiev và Moscow cáo buộc nhau phá hủy con đập nhưng không đưa ra bằng chứng xác thực. Hiện chưa rõ liệu con đập bị tấn công có chú ý hay do sự cố về cấu trúc. Tin tiếp theo, biệt đội sát thủ bóng đêm trên chiến trường Ukraine. Ukraine huy động biệt đội UAV âm thầm tấn công lực lượng Nga vào ban đêm nhằm tận dụng công nghệ phương Tây để bào mòn sinh lực đối phương. Giữa một tòa nhà vắng vẻ, phi công điều khiển máy bay không người lái UAV Ukraine dường như quên đi mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào bộ điều khiển. Căn phòng đã đổ sập một phần, vẫn giúp anh và đơn vị của mình có chỗ ẩn nấp trong đêm không trăng. Nguồn sáng duy nhất từ màn hình nhỏ trên thiết bị điều khiển từ xa của người lính làm lộ vẻ căng thẳng trên gương mặt anh khi cách đó nhiều km, chiếc UAV chuẩn bị thả một khói thuốc nổ nặng gần 16kg xuống vị trí quân đội Nga. Chúng tôi gọi đây là khoảnh khắc gửi tình yêu từ Ukraine, sĩ quan chỉ huy của biệt đội UAV nói. Cuộc tấn công bí mật vào ban đêm này được thực hiện bởi một biệt đội gồm các thành viên từ cơ quan an ninh FBO và lực lượng cảnh sát tuần tra Ukraine. Chiến dịch được bật đèn xanh sau khi lính lục quân Ukraine phát hiện một bãi phóng mà các binh sĩ Nga dùng để khai hỏa tên lửa chống tăng Hornet về phía họ. Chúng tôi mới phát hiện mục tiêu này vào hôm nay, sĩ quan cấp cao FBO có mật danh Bakit cho hay. Ban ngày, biệt đội liên tục tìm kiếm các địa điểm nơi họ có thể điều khiển những chiếc UAV được ví như sát thủ bóng đêm, đồng thời xác định tọa độ của mục tiêu. Trong quá trình đó, họ phải điều nhiều UAV trinh sát tới các vị trí của Nga,
đồng thời dựa vào thông tin tình báo bổ sung từ các đơn vị khác để có bức tranh hoàn chỉnh về tình hình chiến trường. UAV trinh sát phát hiện hỏa điểm mà lực lượng Nga sử dụng để bắn cháy khí tài của Ukraine, Bakir nói, nó sẽ bị phá hủy trong hôm nay. Khi đêm xuống, đơn vị lái xe trong trạng thái tắt đèn pha, sử dụng kính nhìn đêm để định hướng và đến địa điểm đã định trước. Họ giấu xe rồi đi bộ vài trăm mét, dò đường bằng một chiếc đèn pin chiếu sáng đỏ mà theo họ là khiến UAV Nga khó phát hiện hơn. Đi, 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 một người lính ra hiệu lệnh. Những người khác vội vã di chuyển, nhẹ nhàng nhất có thể. Tất cả đều được lên phương án cẩn thận để che giấu dấu vết và đảm bảo vị trí xuất kích của họ không bị bại lộ. Khi đến địa điểm theo kế hoạch, họ lấy ra một chiếc UAV 4 cánh quạt lớn do Ukraine sản xuất, có tải trọng lên tới 20 kg và số thuốc nổ và nhóm chuẩn bị từ trước để thả xuống vị trí quân đội Nga. Chúng tôi in 3D những cánh quạt này, còn chiếc ống kia được lấy từ một cửa hàng kim khí. Sĩ quan cấp cao Ukraine mật danh Marat, thành viên lực lượng cảnh sát tuần tra, giải thích khi các binh sĩ gắn các bộ phận lại với nhau. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, quả bom đã sẵn sàng và chúng tôi cũng sẵn sàng hành động. Các nhiệm vụ ban đêm như vậy đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu chiến dịch phản công của Ukraine, đặc biệt là ở khu vực miền nam đất nước. Những cuộc tấn công bằng UAV có thể làm rung chuyển các tòa nhà ở tận thành phố Zaporizhia, cách tiền tuyến gần 50 km. Về phía Nga, dường như họ cũng nhận thức được rõ ràng rằng Ukraine có lợi thế đặc biệt trong lĩnh vực này. Tại sao các cuộc tấn công lại diễn ra vào ban đêm? Rõ ràng là thiết bị phương Tây có khả năng nhìn xuyên bóng tối tuyệt vời. Blogger quân sự Nga Vladimir Sykov viết trên Telegram. Vladimir Rogov, người đứng đầu chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cũng chia sẻ quan điểm trên. Có một số lý do khiến Ukraine tấn công vào ban đêm. Đầu tiên là để làm giảm hiệu quả của không quân chúng ta. Thứ hai để tránh tổn thất do các đòn tấn công chính xác từ đại đội UAV tự sát thuộc thư đoàn 42 của chúng ta. Thứ ba là để tận dụng tối đa lợi thế của các thiết bị, công nghệ phương Tây, ông cho biết. Ngay khi UAV tiếp đất, đơn vị nhanh chóng thu dọn mọi thứ và di chuyển, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cảnh quay ghi lại được từ camera gắn trên UAV cho thấy mục tiêu bị phá hủy, nhiệm vụ đã thành công. Bản tin thứ tư, tình báo Anh nói Nga, Ukraine tổn thất nặng nề. Tình báo quân đội Anh nói rằng cả Nga và Ukraine đều đang chịu thương vong nặng nề trong chiến dịch phản công của lực lượng Kiev. Trong những ngày gần đây, giao tranh ác liệt tiếp diễn, đỉnh điểm là ở tỉnh Zaporizhia, Donetsk và xung quanh Bakhmut. Ở những khu vực này, Ukraine tiếp tục tấn công và đạt những bước tiến nhỏ, theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 18 tháng 6. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công trong tháng này sau thời gian dài chuẩn bị. Lực lượng của Kiev được cho là vừa đạt được bước tiến, vừa chịu tổn thất nặng nề. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết nỗ lực phản công nhìn chung tích cực, nhưng khó khăn vì phải đối mặt sự kháng cự khi cố gắng đẩy lực lượng Nga khỏi các khu vực mà Moscow đang kiểm soát. Cả hai bên đều đang chịu thương vong cao, tổn thất của Nga có thể là cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến giành Bakhmut hồi tháng 3, báo cáo tình báo Anh nêu thêm. Quân đội Ukraine trước đó cùng ngày cho biết Nga đã thực hiện 43 cuộc không kích, 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 51 cuộc tấn công từ pháo phản lực phóng loạt trong 24 giờ qua. Không quan trọng những ai ở Nga nói rằng các hệ thống Patriot của chúng tôi đã bị phá hủy. Chúng vẫn ở đây, phát huy vai trò, bắn hạ tên lửa Nga hiệu quả nhất có thể. Không hệ thống Patriot nào bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Ukraine đang trên Twitter. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 6 khẳng định lực lượng Ukraine đã mất hơn 1.000 binh sĩ và 20 xe tăng trên khắp các chiến tuyến một ngày trước đó. Tổng thất của đối thủ ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia lên tới hơn 800 quân nhân, 20 xe tăng, 4 xe chiến đấu, bộ binh và 15 thiết giáp. Bộ phòng Nga cho hay, song không nêu rõ tổng thất phía Ukraine bao gồm cả người thiệt mạng và bị thương hay chỉ trích những trường hợp tử vong. Theo cơ quan này, quân đội Ukraine còn mất 2 lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và một số hệ thống pháo do Liên Xô sản xuất. Khu vực lân cận thành phố Donetsk cũng chứng kiến giao tranh dữ dội, với lực lượng Ukraine mất hơn 200 binh sĩ trên trục này. Lực lượng Nga phá hủy nhiều phương tiện bọc thép ở ngoại ô Donetsk, hai kho dự trữ đạn lớn ở tây bắc thành phố. Cũng như những video trước thì bản tin thứ 5 là bản tin hay nhất, thú vị nhất và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Cũng là bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay.
Vậy để biết được chi tiết của bản tin thứ 5 thú vị hay và hấp dẫn như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Ông Zelenka cảm ơn binh sĩ Ukraine nhân ngày của cha. Tổng thống Zelenska gửi lời cảm ơn tất cả những người lính Ukraine mạnh mẽ và dũng cảm đang chiến đấu với quân đội Nga nhân ngày của cha. Xin cảm ơn mọi người cha Ukraine, mọi gia đình Ukraine và những người lính mạnh mẽ và dũng cảm của chúng ta đã bảo vệ nền độc lập và chiến đấu vì sự sống còn của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelenska viết trên mạng xã hội tối 18 tháng 6. Bên cạnh thông điệp trên, ông còn đăng một video cho thấy các binh sĩ Ukraine đang trở về nhà, ôm lấy con của họ. Tôi mong những người cha của chúng ta sống lâu và khỏe mạnh. Và cầu mong cho mọi người cha đang ở tiền tuyến được trở về nhà. Tổng thống Zelenska cho biết thêm, ngày của cha được tổ chức vào các thời điểm khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6. Thông điệp từ Tổng thống Zelenska được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã đẩy lùi một loạt cuộc tấn công của Ukraine trên ba khu vực chiến tuyến. Moscow cho biết Kiev đang gây sức ép mạnh nhất ở tỉnh miền nam Zaporizhia. Ukraine phát động chiến dịch phản công hồi đầu tháng với mục tiêu giành lại lãnh thổ từ lực lượng Nga, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi các đồng minh tiếp tục nỗ lực để cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Kiev. Rất khó để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch phản công. Quân đội Ukraine đã giành được một số ngôi làng ở khu vực tranh chấp giữa hai bên, nhưng được dự báo có thể mất nhiều tuần chỉ để tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên của Nga. Đây sẽ là thử thách thực sự với quân nhân Ukraine khi phía Nga đã chuẩn bị phòng tuyến suốt nhiều tháng qua. Thì bản tin thứ 5 thật là hay và ý nghĩa phải không các bạn? Một hành động khá là đẹp của tổng thống Ukraine nhân ngày của cha luôn. Thì ngày của cha ở trên thế giới thì mỗi nước sẽ có một ngày lễ khác nhau. Nhưng mình sẽ lấy cái ngày mà mình đăng video này lên để mình kính nhân ngày của cha, thì mình chúc cho tất cả người cha trên thế giới có được một ngày thật là hạnh phúc, vui vẻ và ấm cúng bên gia đình của mình nhé. Và những người cha, nếu mà các bạn lâu quá rồi các bạn vẫn chưa dẫn con của mình đi chơi thì hãy dành một ngày trong tuần để dẫn con của các bạn đi chơi. Mình nghĩ thì nếu các bạn làm điều đó thì con của các bạn sẽ rất là vui đó nha. Và bây giờ thì video của mình cũng kết thúc rồi. Thì để ủng hộ cho kênh của mình thì các bạn hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nha. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì xin cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua cũng như đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, thì sẽ mong sẽ được các bạn ủng hộ mình nhiều hơn trong những sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.